Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin cũng là 365 ngày chúng tôi mong muốn mang đến cho bà con và quý khán giả những thông tin bổ ích nhất. Mời bà con điểm qua thông tin nổi bật hôm nay cùng chúng tôi. Miền Tây giá phân bón đầu vụ tăng mạnh, nông dân lo chi phí tăng cao. Chôm chôm trúng mùa trúng giá nhờ nhà vườn áp dụng biện pháp độc lạ. Lâm Đồng hơn 80% hạt giống rau phải nhập khẩu. Đầu tư 90 tỷ đồng vào phát triển vùng, dự án nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng tập trung cho rau, chè, cà phê. Làng nghề thủ công truyền thống làm nên sự hài hòa giữa nông nghiệp hiện đại và các vùng nông thôn. Thời điểm hiện tại, giá phân bón ở đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cao bởi vì nông dân sắp vào vụ sản xuất mới. Nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, vùng trồng lúa lớn của vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2018-2019. Vì vậy mà nhu cầu sử dụng các loại phân bón rất là lớn. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng phân bón giá tăng mạnh từ nhiều tuần qua đã gây không ít khó khăn cho nhà nông. Như vậy, ít nhiều chi phí sản xuất của nông dân sẽ tăng cao, nhưng mà năng suất thu vào thì chưa được đảm bảo bởi vì phụ thuộc nhiều vào yếu tố khác như là chất lượng giống, thời tiết, vân vân. Ban biên tập ghi nhận nhanh giá phân như sau. Hiện trên thị trường, một số loại phân bón có giá bán dao động từ 350.000 đến 740.000 đồng một bao, tăng 20.000 đến 25.000 đồng một bao so với đầu vụ sản xuất thu đông 2018. Cụ thể, phân DAP đen 650.000 đồng một bao, 20-20-15 đặc biệt 650.000 đồng một bao, 16-16-8 đặc biệt 520.000 đồng một bao, DAP Hồng Hà 660.000 đồng một bao, Ure từ 440.000 đến 450.000 đồng một bao, Kali Miễn 400.000 đồng một bao, Kali Silic 350.000 đồng một bao, DAP Hàn Quốc 740.000 đồng một bao. Trong đó, mặt hàng Ure đang rất sốt hàng vì thiếu nguồn cung. Theo giới kinh doanh phân bón hiện nay là thuế nhập khẩu phân bón và nguyên liệu đầu vào nhập từ các nước đều tăng, kéo theo phân bón sản xuất trong nước cũng tăng theo. Thời điểm nước đang rút dần, bên cạnh một số nông dân lo vệ sinh đồng ruộng để gieo xạ vụ mới, vụ đông xuân hứa hẹn trúng mùa do đất nhận nhiều phù sa sau lũ, thì người dân vùng biên giới thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tất bật mưu sinh mùa nước nổi, tranh thủ kiếm cá tôm. Cứ tưởng là nước rút thì cá cũng ít dần, nhưng mà thời điểm này nông dân vẫn bội thu đó nghe chị Ngọc Như. Nhân và dụng cụ đánh bắt cá ở miền Tây thì khá là nhiều, nhưng mà hiện tại thì tôi nghĩ là lưới sẽ có thể là bắt cá nhiều hơn. Nhưng mà lưới thì có lẽ là thời điểm này thì bắt được nhiều cá hơn. Giăng lưới vào ban đêm thì trở thành một nghề khá là quen thuộc của người dân miệt đồng bằng. Và cách kiếm tiền đơn giản bằng cái nghề gắn bó với mình, Âu cũng là niềm vui, niềm phấn khởi cho nông dân lúc này. Mời bà con và quý khán giả cùng xem ghi nhận sau một buổi giăng lưới đêm ở miền Tây. Khi màn đêm buông xuống, anh Lê Văn Tèo, ấp Bình Chánh, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu ra đồng để thăm mẻ lưới được giăng trước đó. Di chuyển quãng đường chưa đầy 10 phút thì đã đến được nơi mà luồng lưới của anh giăng trước đó. Trời quang mây tạnh, gió nhẹ im ả, rất thuận tiện cho việc thăm lưới. Phấn khởi hơn, đêm nay cá cũng dính nhiều hơn mọi khi. Với trên 1.000 mét lưới, kích cỡ từ 6 cho đến 7 phân, anh Tèo nhận định đêm nay mình lại có thêm mẻ lưới bội thu. Tình hình lũ năm nay thì về sớm mỗi năm mà nước nhiều hơn mỗi năm. Tình cá thì năm nay thì mỗi năm thì đi dân trễ, năm nay lũ nhiều, nước nhiều nên đi dân sớm. Cá dính thì cũng nhiều một thời kỳ mỗi năm. Hiện tại ngày cũng dân 50-70 kg đến 100 kg. Năm nay tình hình cá mắm thì bà con cũng là phấn khởi lắm. Có thể thấy dù khá vất vả với cái nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ, nhưng trong thâm tâm người dân vùng lũ vẫn hy vọng mỗi năm con nước lũ về sẽ lớn, lũ đẹp để họ mưu sinh và có được nguồn thu nhập trong thời gian nhàn rỗi mỗi khi nước lũ về. Thưa bà con và quý khán giả, những trái chôm chôm xay triệu quả trên cành như thế này đang được nhà vườn ở Vĩnh Long thu hoạch. Không khí hái chôm chôm rất là vui vì giá bán đang rất cao. Những năm trước, nhà vườn trồng chôm chôm tại xã Cù Lao Minh thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long luôn lo lắng vì điệp khúc được mùa, mất giá. Thì chôm chôm vụ nghịch năm nay được các thương lái đến tận vườn thu mua. Tính ra thì nhà vườn trúng đậm về giá lẫn năng suất luôn. Được vậy thì nông dân ở đây đã có cách làm rất là hay, đầy kỹ thuật để mà tránh tình trạng thừa hàng dội chợ. Cách làm này rất đáng để được bà con cùng học hỏi.
Hiện tại giá thu mua chôm chôm tại vườn là 30.000 đồng một ký đối với chôm chôm Java, 40.000 đồng đối với chôm chôm Thái và từ 20.000 đến 25.000 đồng đối với chôm chôm đường. Theo một số nhà vườn cho biết, sở dĩ giá chôm chôm đạt cao như vậy là do người dân áp dụng kỹ thuật đậy mũ cho trái nghịch vụ để tránh tình trạng thừa hàng dội chợ như những năm về trước. Trong vụ chôm chôm nghịch năm nay, trung bình mỗi công cho thu hoạch khoảng 1 tấn đến 1 tấn rưỡi trái. Với giá hiện nay, mỗi công vườn chôm chôm trừ chi phí, người dân có thể lời từ 20 đến 40 triệu đồng. Hiện tại, diện tích trồng chôm chôm nghịch vụ đang trong giai đoạn chính đến thu hoạch ở vùng chuyên canh chôm chôm lớn nhất tỉnh này là hơn 350 hectare. Càng vui hơn, đối với nhà vườn trồng vú sữa ở Tiền Giang, năm nay sẽ có khoảng 400 tấn vú sữa lò rèn chuẩn bị được nhà vườn nơi đây xuất sang Mỹ. Đây là năm thứ hai trái cây này được vào thị trường khó tính này. Năm 2017, nhà vườn tỉnh Tiền Giang đã xuất sang Mỹ được gần 100 tấn vú sữa lò rèn. So với năm ngoái, số lượng vú sữa xuất khẩu đã tăng nhiều lần. Để đủ số lượng trái vú sữa xuất ngoại, hơn 270 nhà vườn ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy và Châu Thành của tỉnh Tiền Giang phải tích cực chăm sóc hơn 100 hectare cây vú sữa đã được ngành chuyên môn thẩm định và cấp mã cốt dùng trồng truy nguyên nguồn gốc. Trong quá trình sản xuất, nhà vườn phải áp dụng đúng kỹ thuật về quản lý dịch theo yêu cầu của cơ quan kiểm dịch động vật Mỹ, thực hiện ghi chép nhật ký. Cũng liên quan đến cây ăn trái, với niềm đam mê với trái cây, anh Nguyễn Văn Cường ở xã Nam Nung, huyện Rông Nô đã theo đuổi mô hình trồng tổng hợp các loại cây ăn trái với khởi điểm là ổi xá lị. Sau 6 năm, mô hình đã khẳng định hướng đi đúng và thành công với nguồn thu nhập khá là cao trên một đơn vị diện tích. Từ hiệu quả này cho nên anh tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái khác có giá trị kinh tế cao như là cây sầu riêng, cây mang cục. Mời bà con hãy đến vườn của nông dân này xem cách làm của anh như thế nào. Đây là vườn ổi đang vào mùa thu hoạch năm thứ 5 của anh Nguyễn Văn Cường. Ổi được trồng xen trong 1 hectare cà phê, nhưng mỗi năm thu được hơn 30 tấn ổi thương phẩm. Với giá dao động từ 9 đến 15.000 đồng một ký, mỗi năm anh Cường thu nhập trên 250 triệu đồng sau khi trừ đi chi phí. Anh Cường cho biết cũng đã nhiều lần thất bại với cây ổi nhưng anh không nản chí. Tích lũy kinh nghiệm từ lần trồng trước, lần thứ 2, thứ 3 thì anh đã thành công khi chọn được giống ổi chất lượng, nắm vững kỹ thuật canh tác, cho ra trái ổi sạch, thơm ngon, tiếp cận được thị trường trong và ngoài tỉnh. Thành công với cây ổi đã thôi thúc anh thử nghiệm những loại cây ăn trái khác trên diện tích cà phê còn lại. Anh thử nghiệm các loại cây ăn trái chất lượng cao như sầu riêng, đu đủ, mít thái, mang cục. Thấy khí hậu với này, cái vùng đất Tây Nguyên như cái vùng đất Nam Nung mình đây, thấy trồng cây gì nó nên phát triển cũng tốt. Chất lượng thì nó ngọt hơn là miền Đông ấy. Tại như cái mình thấy là cái được ăn như cái mít, cái ổi. Tại thì ở miền Đông thường dạng ổi là nhiều, nhưng mà mỗi lần về là anh em dưới cứ mang ổi trên này về ăn. Đây là mô hình cây ăn trái đầu tiên được thực hiện thành công với hiệu quả kinh tế cao ở Nam Nung. Hội nông dân xã Nam Nung đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo đầu vườn để hội viên tham quan, học hỏi và nhân rộng. Bằng niềm đam mê, anh Nguyễn Văn Cường trở thành nông dân tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy được giá trị tiềm năng của đất đai, là hình mẫu để những bà con nông dân học tập kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập. Là dựa rau của cả nước, nhưng mà tỉnh Lâm Đồng lại phụ thuộc nhiều vào nguồn giống nhập khẩu. Đây là một trở lực để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương này. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có hơn 250 cơ sở sản xuất, gieo ươm giống rau với số lượng là 3 tỷ 230 triệu cây giống một năm, cung ứng cây giống để sản xuất trên 65.000 hectare rau các loại một năm. Tuy nhiên hiện nay nguồn cung ứng hạt giống rau chủ yếu là nhập từ nước ngoài về, chiếm tỷ lệ hơn 85%. Gần 15% số giống còn lại sản xuất tại địa phương như là cà rốt, atiso, khoai tây, đậu cô ve, đậu Hà Lan, vân vân. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương sản xuất rau trọng điểm của cả nước, nhưng mà nguồn giống lại quá phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu như vậy là một trở lực để phát triển ngành rau của địa phương. Do đó, tỉnh này đang nghiên cứu các giải pháp để chủ động nguồn giống bằng các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này. Thông tin mới nhất từ phóng viên của chương trình, tỉnh Lâm Đồng đã phân bố kinh phí hơn 90 tỷ đồng để phát triển vùng dự án nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, 6 danh mục đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất rau, chè, cà phê ở 6 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao ở huyện Đức Trọng 12 tỷ đồng và trên địa bàn huyện Đơn Dương 11 tỷ đồng. Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao huyện Bảo Lâm 14 tỷ đồng
và thành phố Bảo Lộc là 14 tỷ đồng. Nâng cấp cơ sở hạ tầng dùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm Hà 14 tỷ đồng. Dự án đường trục chính vào vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Lát, huyện Lạc Dương 25 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ và các địa phương có trách nhiệm triển khai nguồn vốn được phân bổ một cách hiệu quả, đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao với máy móc hiện đại thì đâu đó ở tỉnh Lâm Đồng, chúng ta vẫn còn bắt gặp hình ảnh vùng nông thôn chân phương mộc mạc với những làng nghề truyền thống. Những làng nghề này không tạo sự mới mẻ nhưng mà lại làm cân bằng hơn vẻ đẹp của tỉnh Lâm Đồng, vừa hiện đại nhưng mà cũng vừa cổ kính. Và đó chính là cảm nhận của du khách mỗi khi đến với Lâm Đồng. Còn chính những người dân ở Lâm Đồng thì thêm yêu cái nghề gắn bó nhiều năm này. Và nghề đan giỏ tre, giỏ mây đang giúp cho người dân có thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những lao động nhàn rỗi ở đây. Với nguyên liệu là các loại lâm sản ngoài gỗ, anh Trịnh Văn Đức, ngụ tại thôn 4, xã Đạ Hoai, đã tạo việc làm cho 30 hộ, tương đương 70 lao động tại địa phương với việc sản xuất và kinh doanh mặt hàng sọt tre nứa, dùng để chứa các loại củ quả. Do tiêu thụ được hàng quá, cơ sở sản xuất của gia đình anh đang không ngừng được mở rộng. Trước đây mình cũng tham gia công tác đoàn của thôn á, thì mình thấy cái nhu cầu công việc làm ở địa phương mình nó thiếu hụt rất nhiều. Cho nên là mình cũng tự tìm tòi rồi mình đi tìm đầu ra, rồi về mình cũng chỉ cho bà con để làm. Nói chung các cái công việc này thì ổn định cho những lao động mà già yếu, không có khả năng đi làm xa. Hơn 12 năm gắn bó với nghề đan giỏ tre ở thôn 4, xã Đạ Hoai, anh Trịnh Văn Đức vẫn bám trụ với nghề, dù hơn 100 hộ nhận đan giỏ cách đây vài năm, giờ chỉ còn vài ba chục hộ do nguồn nguyên liệu khan hiếm. Cái này đan thì đầu tiên học cũng khó đấy, xong rồi học giờ học cũng đan được, tháng được 4 triệu. Địa phương vẫn xác định đó là một số cái nghề là tiểu thủ công nghiệp. Trong đó thì cũng có một cái nghề đan giỏ tre này. Ngoài cái đan giỏ tre thì có những đan giỏ nhựa, rồi đan dây, các loại dây rừng, rồi đan bèo nói chung. Thì để tạo công ăn việc làm không những cho bà con về cái lĩnh vực đan giỏ tre, mà còn kể cả đan những cái giỏ nhựa và các loại giỏ khác thì trên địa bàn vẫn phát triển. Đây cũng là một cái để giải quyết cơ bản cái lao động nhàn rỗi của địa phương và tăng thu nhập thêm cho những kinh tế của các gia đình. Hiện tại 15 hộ gia đình nhận giỏ về nhà đan, đa phần là chị em phụ nữ, người lớn tuổi không làm được việc nặng nhọc. Công đan là 3.000 đồng một sản phẩm, cũng là nguồn thu nhập thêm ổn định cho nhiều gia đình ở xã Đạ Hoai. Dù gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường và nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhưng hiện nay, cơ sở của anh Trịnh Văn Đức vẫn bán ra đều đặn 10.000 đồng một giỏ tre tại các địa phương trong tỉnh và giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho người dân địa phương dựa vào nghề thủ công truyền thống. Hiểu được tiềm năng của nghề mây tre đan cùng những thách thức mà thị trường mang lại, chính quyền huyện Đạ Hoai đã chủ động đề ra nhiều biện pháp hỗ trợ thúc đẩy nghề phát triển. Đến đây, bản tin 365 ngày chuyển động xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã luôn yêu mến chúng tôi. Nếu có phản hồi hay là muốn tìm hiểu về cây con giống mới, những mô hình sản xuất hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi ngay tại địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, số điện thoại 02633 829 930.